Hello, Mr. Mạnh Hùng. Hello. Xin chào thầy. Nghe chừng này thấy vui phải không? Vui về cái gì? Lau nhà chưa? Hello. Chắc chắn chưa? Sao chả thấy mẹ gửi ảnh cho thầy? Tại vì em chưa lâu Thế mà bảo là em lau rồi. rồi. Được, hôm nay được. Lát thầy xử nhá, lát thầy gọi mẹ xử. Vâng. Hôm nay học một tiết thầy nhỉ? Hôm nay học hai tiết đi để thứ năm đỡ phải bù nhá. Tại vì là Ừ, cái thứ em năm buồn. tại vì cái em học sau tiết của con này là em lại hôm nay lại nghỉ để mai em mới thi. Và thứ năm em mới xin học thứ thứ năm hay thứ bảy nhỉ? Thứ bảy, em bảo con là thứ năm đúng không? Cả thứ bảy cả chủ nhật thầy. Tại vì hôm mai em mai bây giờ em chuẩn bị phải mai em thi hai môn là môn lý với cả là môn tin thì ạ. Rồi thì thầy xem nào. Thế thì thầy lần trước thầy bảo con là thứ bảy đúng không? Vâng. Thứ bảy học bù à? Vâng. Con thầy bảo con là thứ bảy học bù. Thế thì thôi hôm nay học hai tiết đi. Nhưng mà em phải ôn thì ạ. Thế thôi, nào một tiết nhá, xong rồi là thứ bảy cũng vẫn học nhá. Thứ bảy là học từ 9 giờ nhá. 9 giờ ok thầy. Tại vì hôm sau chủ nhật con có làm gì đâu. Ồ. 9 giờ thứ bảy nhá. Vâng ạ. Chờ chờ thầy làm tí để thầy nốt lại thông tin không đến lúc thầy lại xem nhầm. Thứ nhất là mai thứ năm lúc 21 giờ thì thầy sẽ dạy em Nam. Thứ năm lúc 21 giờ sẽ là Nam, em Nam. Thứ bảy đúng không nhỉ? Thứ sáu mình nghỉ nhá. Thứ sáu nghỉ à thầy? Thứ sáu thầy tổ chức chương trình của câu lạc bộ trên khoa. Được chưa? Ok thầy. Thầy trong ban tổ chức nên là thầy không để bỏ được. Ừ. Thế nhớ nhá, thứ năm tức là tối mai thì thầy sẽ dạy em Nam này, em Nam Nam Ngố. Thứ bảy thì sẽ dạy thằng Hà Ú. Hai thằng có biệt danh, một thằng thì Ú, một thằng thì Ngố nhá. Vâng. Buổi trước thầy cho con bài tập gì nhỉ? À, hôm nọ thì hỏng máy tính thế ạ. Có cho bài tập gì không? Cho con tự giác. Không nhỉ. Chắc chắn. Chắc chắn nhỉ. Chắc chắn không? Chắc chắn. Rồi. Thế thầy em bảo thầy này, cô sắp giảm vào kiểm tra anh ấy thế. Hỏi cô là xem cô cho ôn như thế nào rồi bảo thầy nhá, bảo mẹ nhắn tin cho thầy được chưa? Khi nào mà cô Không bảo con kiểm tra anh xong rồi ạ. ở đây kiểm tra xong rồi thì con bảo hôm nọ bảo ở đây À, cái thằng cô quên. sắp không cô sắp giả bài kiểm tra rồi ạ. Sắp giả bài kiểm tra rồi, nếu như mà được dưới 5 thì thế nào? Thì chắc lại phải quét nhà thêm lần nữa, dọn nhà phòng khách thêm lần nữa. Liệu có được dọn phòng khách nữa không? Ê, không biết để thế. Hay là mẹ lại oánh cho gãy gãy như cái lọ đựng bút? Ừ, cũng đúng. Mẹ em sẽ đánh cho em một trận. Vì Em là sẽ học với tức tối với thầy. Vì học với thầy lười cho nên làm mới như thế đúng không? mẹ. Đâu. Chả lười, thầy làm thầy cho bài tập về nhà có làm đâu. Thằng này, mày được. Thằng này nhá. Hôm nào mà cô giả bài kiểm tra thì mang bài kiểm tra về. Nếu như cô không trả Xong mang bài ra về em lấy điện thoại em chụp luôn. bảo bảo cô là thế thì cô chụp gửi cho mẹ em. Bảo cô là cô chụp gửi cho mẹ em để mẹ em gửi cho thầy dạy thêm của em để thầy ôn cho em những cái chỗ em sai được chưa? Ok thầy. Xong rồi là để mẹ xử lý Vâng. nhá. Vâng. Ở đấy ở
lần này để cho chị Thoa xử lý nhá. Vâng ạ. Lần này xem có bánh cho tòe đít ra không, có bánh cho mông nở hoa lên không. Nhau em bị đánh ấy. Thầy mà lười thì phải bị đánh, thầy chẳng can. Học với thầy thì thế mà lười thì chịu. Môn gì cao cao nhưng mà điểm thấp ấy thì mẹ em đánh thấp. Rồi. Hôm nay vào unit 11. 11 á, unit 11 á. À. Unit hay là hôm nay unit 11 phần mà thầy. Thầy bảo con mê đồng 11 à? Unit 11 à? 100. Quay nhà nhá. Thôi thầy ơi. Biết 100 là bao nhiêu không? Là 100 rồi. Unit 11 là gì? Thầy cho về nhà học của đấy nhá, thầy cho về nhà học cái phần phát cái cách đọc của con số ở đấy. Đừng để cho thầy cho xuống học cùng với em lớp 3 nhá. Không, em biết rồi. Em lớp 3 vừa hôm qua thầy dạy xong, học rất nhanh. Phần con số 11 là 11, 12 là 12, 13 là 13, 15 là 15. 14. 14 là 14. Ừ. Thế đây là unit gì? Unit 11. 11. 11. 11. 11. Nha, không phải là y nha. 11. Topic là gì? Đó. What's the topic? Đâu thế? Topic. Topic của unit 11 là gì? Topic là em gì? Em chưa nhìn thấy đề ạ. Thầy không cho con nhìn. Unit topic là gì? Topic của cái unit 11 này là gì? Topic là chủ đề là green hình như là green ao green mua có nghĩa là bảo vệ môi trường ấy nhỉ, hình như thế. Greener world, chết rồi. Này nó là thành word rồi. Thiếu mất một chữ. Như này mới đúng không? Đúng rồi. Thế mà vẫn our greener world, thế giới của chúng ta, một thế giới xanh hơn. Xanh hơn. Được chưa? Nói về cái thế giới, à cái này nói về chủ đề bảo vệ môi trường. This unit includes the first vocabulary. Vocabulary. Okay. Things can be reduced, reused and recycled. Những đồ vật mà có thể làm gì? Reduce này hình như là giảm hay sao thầy ạ? Những thứ có thể cắt giảm này. Cái kia là tái sử dụng. Recycle. Cái dưới là gì? Tái chế. Đúng rồi. Rất tốt. Giỏi. Kinh nghiệm. Rồi, đấy, cứ dịch được như thế này thì sẽ biết làm bài. Tốt. Hôm nay xem như thế nào, học như thế nào thì sẽ tạm miễn một lỗi cho. Nhưng mà vẫn phải lau nhà.
Environmental problems and their effects. Environmental problems. Environment. Như con vừa nói đầu tiên ấy là cái này nó sẽ nói về cái gì? Nói về bảo vệ môi trường. Các vấn đề về môi trường và các ảnh hưởng của nó. Được chưa? Pronunciation. Pronunciation. Là gì? Communication. Pronunciation là gì? À cái này là phát âm. Ok, sao âm gì đây? Âm gì? E. À, âm A và âm E. Rồi, tốt. Nhớ nha, nhìn thấy nó đặt ở trong hai cái dấu gạch song song như thế này thì nó viết như thế nào thì đọc như thế. Đấy người ta gọi là phiên âm. Ừ. Nhớ nhá, nó đặt ở trong cái gạch như thế này. Đây này, cái gạch này này thì mới được đọc chữ đấy, được chưa? Còn những từ ngoài này không được đọc nhá. Vâng. Ừ. Phát âm thì sẽ học âm A và âm E. A và E. A và E. Âm A dài và âm E. Được chưa? Chúng ta có A dài, A ngắn. Âm E. Âm E và E. Được chưa? Âm A. Âm A và A. Khác nhau chưa? A. A. Và âm I và I. I. Rõ chưa? Tiếp, grammar. Ngữ pháp. Ngữ pháp. Conditional sentences type 1. Là gì? Conditional sentences type 1. Trên lớp cô giáo dạy rồi. Như cái này là gì ở thấy conditional. Conditional sentences, câu điều kiện loại 1. Type 1 loại 1. Ghi lại từ mới nào. Conditional sentences, câu điều kiện. Ghi nhanh nha. Đi xong chưa? Rồi. Nhớ nha. Lần sau như thế conditional sentences, câu điều kiện. Và hãy nhìn để ý giúp thầy. Câu điều kiện chúng ta có 3 loại câu điều kiện được chưa? Hôm nay chúng ta học loại 1. Type 1. Đây là loại 1 được chưa? Rồi. Ok, tiếp theo đến communication. Communication. Là gì? Sao? Thầy đừng, thầy không cần phải nhắc đâu. Communication. À không phải. Communication. Là gì nhỉ? Communication. Community nha. Giao tiếp. Rồi, giao tiếp. Talking about ways to go green. Là gì? Green là màu xanh, xanh là cây. Còn talking about ways. Nói về cái cách để trở nên xanh sạch hơn. Xanh sạch. Được chưa? Ok, chúng ta vào phần đầu tiên.
Úi rồi, màu gì đây? Đây là màu gì? Màu gì? Màu hồng tiếng Anh là ok, pink, màu hường. Pink, được chưa? Ok, ghi lại từ mới nha. Đầu tiên, listen and repeat after me. Pink là P-I-N-K. Đấy không mày? Listen and repeat after me. Là gì? Nghe. Nghe mà làm gì? Nghe. Listen and repeat after me. Nghe xong rồi thì phải làm gì? Repeat. Repeat. Nghe và nhắc lại. Nghe và đọc lại theo thầy được chưa? Listen and repeat. Ok, đọc nào. Reusable. 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 Ok, nhớ nha, âm ziu đọc to lên. Reusable. Reusable. Material. 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 Plastic. 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 Now, plastic. 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 Okay. Natural. 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 Pollution. 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 Âm sờ mà con sần cơ mà có phải sần đâu. Pollution. Ok. Giờ là đọc từ lu phải to hơn từ sần nhá. Pollution. 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 Lại lú rồi. Pollution. Expensive. 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 Âm pan đọc to lên nha. X, X, nhớ cho thầy. X, expensive. Expensive. Ngáp xong đi Dượng nói. Expensive. Ex. Ex. Pan. Pan. Sip. 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 Expensive. Expensive. Ok. Ghi lại nào. Ghi lại nhanh nhá. Vâng. Thế thầy can là gì hả thầy? Can là lon nữa hả? Can là lon nữa không thầy? Cái lon. Glass là cốc thủy tinh. Thế glassit là gì? Cốc nhựa. Glassit mà. Là cái ca ấy ạ. Glassit mà, cho con nghĩ lại. Glassit. Glassit. Là cái người cận người ta hay dùng. Không có cái đấy người ta không nhìn được. Là cái kính. Cái kính, ghi lại nhanh lên. Ghi lại từ mới đây cho thầy nhanh lên. Ồ, chắc thầy.
nhớ ý nghĩa nhá, mà ghi thật đẹp nhá. Okay, xấu thầy cho đi lau nhà cho nó quen đi để cho mềm tay, xong là vèo viết chữ đấy. Lau nhà công việc chính của em rồi, lần này sẽ cho đi lau cầu thang. Ô, cầu thang không phải công việc chính của em. Cầu thang là cái chỗ bẩn nhất, người hay dẫm lên. Vâng, cho đi lau cầu thang cho chừa. Đã xong chưa? Ừ, xong rồi. Làm câu cuối cùng. Đây cũng là một câu cuối cùng rồi. Cái chữ cuối cùng. Đắt. Amphibious. Nhớ nhá. Dạ. Nhớ nhá. Vâng. Reusable. Sorry. Reusable. 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 Material. 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 Plastic. Plastic. Natural. 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 Pollution. 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 Expensive. 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 Ok, ta sang phần tiếp theo nào. Chúng ta sang luôn grammar. Grammar. Ok. Conditional sentences Taiwan. Conditional sentences Taiwan. Câu điều kiện ạ. Câu điều kiện loại mấy? Loại 1 ạ. Ok. Câu điều kiện loại 1 được chưa nào? Cấu trúc của câu điều kiện loại 1 là if. Nhớ cho thầy nha. Từ này là từ if, được chưa? Không biết thầy ạ. Không biết rồi. If cộng với chủ ngữ tiếng Anh là gì? Đọc là shop. Subject. Ok, subject cộng với chủ ngữ, sau đó cộng với gì? Vấp bộ từ nguyên thể ạ. Động từ ở thì hiện tại đơn. Tại đơn. Ok, vế còn lại là subject cộng với là will. Ừ, sau đó cộng với tại đơn. Cộng với gì? Cộng với hiện tại đơn. Cái gì hiện tại đơn? Cái gì đấy? Cái này với cái này là giống nhau. Vâng, hiện tại đơn à? Cái gì? Vấp. Cái gì hiện? Vấp là cái gì? Vấp là vừa nói leo lẻo sao? Động từ nguyên thể. Động từ ở thì hiện tại đơn. Động từ hiện tại đơn. Được chưa? Em nói là hiện tại đơn mà. Ừ. Rồi, vào với dạng phủ định, được chưa? Phủ định thì sẽ là thêm thêm gì? Dạ, phủ định thêm will. Thêm gì? Phủ định cơ mà. Phủ định đâu ạ? Thầy đang hỏi con nếu phủ định thì thêm gì? À, phủ định thì thêm thêm từ nào?
Từ phủ định là từ nào? Thêm từ phủ định cơ mà. Từ phủ định sẽ thêm not. Không phải thêm did. Thêm not vào đằng sau will. Will not là phủ định, được chưa? Ghi lại nào. Ghi lại nhanh nào. Thật nhanh, thật nhanh. Theo em thì mai sẽ học cái grammar này. Và đã biết trước rồi. Đi xong chưa? Ok. Đang vàng này thôi. Hả? Đang vàng. Đang có mạng lại kém với gì? Mạng kém rồi đúng không? Vâng. Ok. Đấy là về cấu trúc của gì nhỉ? Cấu trúc của grammar. Cấu trúc của cái gì? Cấu trúc của cái bài này. Câu gì? Ui giời, vừa mới nói xong. Câu gì? Cấu trúc của câu. Câu gì? Em vừa mới nói xong câu gì hả? Thế ơi. Câu điều. Hello. Điều gì? Điều kiện à? Điều kiện loại mấy? Điều kiện loại mấy? Điều kiện loại 1. Rồi, nhớ nhá. Ok, dạ. Bây giờ vào bài đầu tiên. Listen and read là gì? Nghe. Read là đọc lại. Đọc lại á? Sai. Read. Listen and read. Read chứ mà read là nghe và đọc thế ạ. Thế mà vẫn còn sai. Activity 1. Listen and read. Hi Nick. Hello me. You've got a lot of things. Yes. We're going on a picnic tomorrow. What are you doing at the supermarket, me? I am buying a loaf of bread. Hey, what's this?
It's a reusable shopping bag. Do you always use it? Yes, I do. It's better than a plastic one because it's made of natural materials. If we all use this kind of bag, we'll help the environment. I see. I'll buy a bag for my mum. Where can I buy it? They sell a lot of these bags at the checkout. Thanks. Are they expensive? Not at all. By the way, you're also green. You're cycling. You're right. If more people cycle, there will be less air pollution, right? Yes. Oh, look, it's 5 o'clock already. I have to go now. We have a lot to prepare for the picnic. See you later. See you, Nick. Have a nice time tomorrow. Bye. 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 Bye luôn không? Dạ. Có bye luôn không? Cái gì vậy? Có bye luôn không? No. Đọc nào. Rồi bây giờ làm bài này cho thầy nhá. Read the conversation again. Complete following sentences. You more than 3 words in each blank. Bài này yêu cầu làm gì nhỉ? Bài A này. Đọc cái đoạn hội thoại của đọc lại cái đoạn hội thoại của hội thoại rồi làm gì? Complete. Thầy đọc âm sừ đâu? Complete. Âm t. Là gì? Complete. Lại sờ rồi, thầy có bảo con đọc sờ đâu, thầy đọc âm t. Complete. Hoàn thành. Hoàn thành cái gì? Hoàn thành cái đoạn nói chuyện. Going sentence. Hoàn thành cái đoạn câu bên dưới. Không, em tìm. Three. Going sentence. Following sentences là câu bên dưới. À, hoàn thành câu bên dưới. Use no more. No more than. Three. More than three. 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 Ba. Ba gì? What? What? Ba cái. Ba từ. Ba từ. Sử dụng không quá ba từ trong một chỗ trống này được chưa? À, vâng ạ. Hiểu chưa? Em hiểu. Đi nhanh. Đi đoạn văn. Ghi những cái câu này vào để con còn làm, xong thầy mở cho đoạn văn này, đoạn hội thoại để mà con làm chứ. 2 phút nhá. Rõ chưa? Ok.
Con xong chưa con? Xong rồi. Hả? Con xong rồi. Nhanh, xong rồi thầy. Được chưa? Gần đến rồi. Sắp đến cổng trời rồi. Câu cuối cùng đấy rồi. Nhanh lên, nhanh lên. Ok, bây giờ làm nhá. Yeah. Ok, làm nhanh nào. Chỉ có 5 phút cho 5 câu nhá. Vâng. Làm được bao nhiêu câu rồi? 4 câu ạ. Úi giời, nhanh nhờ. Nhớ nhá. Sai là thầy cho đi. Cho đi gì? Chắc là đi quét đấy. Nick thì ra thì không sử. Em nghe thấy là câu 5 là nghĩa của nó là gì ạ? Thầy
Thầy không biết vì đây thầy không nhìn thấy. Con phải tự tìm những từ giống như thế. Đơn giản đấy mà. Anh Linh con ơi. Cái bài này bao mấy phút rồi thầy? Thầy cho con 5 phút chứ chỉ còn có 1 phút nữa thôi. Thầy. Nhưng mà phải chuẩn nhá. Vâng. Không là được đi lau cầu thang đấy. Thầy. Think là gì? Think là nghĩ. Think nghĩ gì về mi màu xanh lá, về thế giới màu xanh thì quả. The green shopping bag is. Sao vật vã đây? Mãi vẫn chưa xong. The green shopping bag is. Con chỉ cần tìm cái từ đấy thôi, rất là đơn giản. Đơn giản như này đúng không? Shopping bag is bag. Có đơn giản. Thầy ơi, em vẫn chưa tìm được tại sao Nick lại nghĩ về ma âm đi. Đây là một câu có thể là mình đang cần phải suy đoán. Finish. Chắc chắn. Vâng. Sai thì sao? Sai dọn nhà. Dọn nhà nhá. Ok, chúng sẽ đáp án nào. Number one. Number Nick one. Is going on a picnic tomorrow. Ok, on a picnic tomorrow. Correct. Đúng hay sai? Yes. Đúng thì nở hoa, nở hoa, nở hoa. Nở hoa. Nở hoa. Tiếp. The green shopping bag is receipt. The bag is a receipt. R E U S A V E nào L nào nào nào, từ đấy thầy cho con đọc rồi, từ đấy cho con đọc ở trong từ mới rồi. À, recent. Reusable. 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 À, em đưa ra em có ý kiến thắc mắc về cái câu reusable. 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 Tại sao ở đây lại có chữ giờ hả? Vì âm S được chưa nào? Phạm Z. À. Z. Ở trong câu này nhá. Trong câu này chữ S là âm Z. Được chưa? Thì mình phải đọc là reusable đúng không? Reusable. Nhưng mà mình sẽ nối luôn âm lại là reusable. Zable. Sau này học nhiều đi nữa rồi thầy sẽ chỉ cho cái cách nối âm được chưa? Okay.
Tại sao lại đọc là reusable mà không phải là reusable, được chưa? Vâng. Tiếp nào, the materials of the bags are thầy mở lại kia đi thầy. Không, em không ạ. Em quên rồi. Em vì em chưa viết ra đấy. Thầy không biết. Thầy đã cho quá bao nhiêu phút rồi. Thế thì thôi, câu này em quên, em cứ tưởng là câu 2 có ngữ tuần đấy. Thế thì đứng lên ngồi xuống. Bé Lan. Từ từ, tí nữa tổng kết đã. Tự nhận, cho tự nhận đứng lên ngồi xuống bao lần với cái lỗi ngớ ngẩn này. Năm lần đi. Rồi. The materials of the bag are natural. Natural là gì? Tự nhiên ạ. Number 3. People can buy the bag at more people cycle. At more people cycle. The checkout. And the checkout. Checkout là gì? Checkout là cái gì mà cái quầy bán hàng ấy thầy. Quầy quầy thanh toán. Quầy thu ngân. Thì là quầy thanh toán ấy, người ta gọi là thu ngân. Ok thầy. Thế là con sai chưa? Sai. Vậy thì người ta mua cái túi này ở đâu? Người ta mua cái túi này ở cái chỗ quầy thanh ngân đấy. Thu ngân, không phải thanh ngân. À, quầy thu ngân đấy ạ. Thu ngân. À, thu ngân. Người ta mua cái quầy đấy ở quầy thu ngân. Người ta mua cái quầy đấy. Người ta mua cái túi màu xanh của tự nhiên đấy. Ở rồi. Quầy thu ngân. Tiếp. Me wants to buy. Me wants to buy more bag for your mom. Me wants to buy. Me want to buy a bag my. A reusable. A reusable. A reusable bag for her mom. Cái túi tái chế, cái túi tái sử dụng được cho mẹ cô ấy. Câu cuối cùng. Câu 5 thì em không biết rồi ạ, tại vì that means green because she Nick nghĩ rằng Mi là một người. Từ green ở đây không có nghĩa là xanh theo cái màu sắc, được chưa? Là một người bảo vệ ngôi trường. Đúng rồi, bởi vì làm sao? Bởi vì cô ấy đi xe đạp chứ không phải đi xe máy. Là gì? Là bike. Cycling. Đạp xe. Thế mà không bị già nhỉ? Đúng chưa? Đúng rồi. Cycling, đi lại. Sửa lại hết đáp án chưa? Ok. Sai bao nhiêu câu? 4 câu. Đứng lên ngồi xuống 10 lần cho thầy. Hôm nay nhẹ nhàng, thầy tạm tha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok. Nhanh nào, nhớ chưa? Ok thầy.
Mẹ nhà không? Có. Gọi mẹ. Để lau mẹ nhà. Em đi. Nhà anh vừa bảo mẹ ở nhà thì gọi mẹ nhanh. Mẹ em đi học ấy thầy không? Thầy không biết nhanh, mồm vừa bảo mẹ ở nhà nhanh. Không. Mẹ ơi. Đấy mẹ em không ở nhà đâu. Thầy không biết nhanh. Em gọi mẹ ơi. Thầy thử gọi mẹ em mà xem, mẹ em đi học ấy rồi. Thề với thầy luôn. Rồi sáng mai thầy nhắn. Thầy làm gì? Sáng mai thầy nhắn. Đấy. Nhá. Đúng rồi. Đúng. Rồi. Hôm nay sẽ nghỉ tại đây, có câu hỏi nào không? Chỉ liên quan đến bài, chỉ liên quan bài học, không hỏi ngoài. Thế thì em đang hỏi đấy mà. Hôm nay là học đến phát âm hay là nói rồi? Hôm nay mới chỉ học đến phần đầu tiên thôi, là phần làm bài đọc thôi nhá. Đấy ạ, thế. Rõ chưa? Còn gì nữa không? Thế rồi à? Mấy buổi đầu thì hỏi nhiều lắm cơ mà. Em vì lúc mấy buổi đầu thì em nghĩ là được nhiều câu hỏi. Dạo này em chưa soạn được. Rồi thế nhá. Nhớ thứ bảy ạ. Thứ bảy học bù. Ok thầy. Good. Bye. Nhớ nhá. Ok. Từ mới của thầy đấy. Thế yeah. Em biết mà em làm rồi. À bây giờ em sẽ ôn bài nha. Chữ xấu, chữ xấu thầy cho đi lau cầu thang đấy. Vâng. Okay.